Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bát Súp Chan Mưa trên đèo Hải Vân. Không chỉ tháo chạy về miền Tây, Tây Nguyên, dòng người lao động còn đang phải tiếp tục hành trình tới 2.000 km về đến tận Lào Cai, Sơn La. Báo chí trong nước vẫn tiếp tục mô tả hàng vạn người đang trốn chạy từ thành phố Hồ Chí Minh về quê ở khắp mọi miền của đất nước. Những hình ảnh người dân đội mưa gió nghiêng ngả trên đỉnh đèo Hải Vân khiến đã bao người cảm xúc và xúc động. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của cặp vợ chồng này, phải bế theo đứa con mới 2 tháng tuổi, di chuyển quãng đường 2.500 km trên xe máy từ Sài Gòn về Điện Biên. Đúng là đất nước chưa bao giờ có cơ đồ như ngày nay. Facebook Phạm Bắc đã phải thốt lên cay đắng như vậy. Đây là hình ảnh người mẹ Vư Thị Giống, 22 tuổi, dân tộc Hờ Mông, quê ở tỉnh Điện Biên, cố ăn vài miếng để có sữa cho đứa con mới 2 tháng tuổi. Ở đỉnh đèo Hải Vân, lúc rạng sáng, trời mưa, nhiệt độ xuống thấp, từng cơn gió thổi buốt khiến người ta lạnh thấu xương. Run rẩy bưng bát súp nóng vừa nhận tiếp viện với chiếc muỗng nhựa yếu ớt, người mẹ trẻ Vư Thị Giống, 22 tuổi, người dân tộc Hờ Mông, quê ở tỉnh Điện Biên, cố ăn vài miếng để có sữa cho đứa con 2 tháng tuổi bú, sau chặng đường về từ tỉnh Bình Dương. Vư Thị Giống kể bằng tiếng Kinh chưa tròn rằng cách đây 2 tháng, ngày cô sinh con ở tỉnh Bình Dương, diễn biến dịch bệnh rất căng thẳng. Cô đã tự sinh đứa con trai ở ngoài lề đường mà không có bác sĩ và y tá trợ giúp. Sau khi sinh, người chồng chở cô về phòng trọ và sống lay lắt qua ngày. Vợ chồng trẻ cùng đứa con đỏ hỏn vừa lọt lòng mẹ chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi để cha có thể đi làm mua sữa cho đứa trẻ sơ sinh. Chồng em chở em đi sinh nhưng ở bệnh viện mắc bệnh dịch, người ta làm thủ tục lâu quá. Lúc chờ đợi ngoài vỉa hè, em đã tự sinh con luôn. Chồng hoảng hốt chở em và con về trọ vì lúc đó dịch bệnh không có ai giúp được hết. Sau đó may có chị hàng xóm ở dãy trọ trong sắp giúp. Vư Thị Giống nghẹn ngào kể như vậy. Đó là tường thuật của báo Thanh Niên, báo tờ báo của nhà nước Việt Nam quản lý, chứ không phải là báo lề trái gì cả. Các bạn hãy tự đặt mình vào vị trí của người mẹ trẻ 22 tuổi, bế theo đứa trẻ sơ sinh có 2 tháng tuổi, vượt cả chặng đường từ Sài Gòn ra Hà Nội để về tận Điện Biên với quãng đường dài tới 2.500 km, sương lạnh, gió mưa, thật khủng khiếp. Báo chí của nhà nước suốt thời gian qua đã có rất nhiều bài mô tả cảnh khốn cùng của dòng người di cư khỏi Sài Gòn. Cuộc di cư tưởng như chỉ xảy ra ở Sài Gòn vào những năm 1975 khi người dân Sài Gòn đi tị nạn Cộng sản. Nào ngờ thảm cảnh này lại lặp lại với quy mô và mức độ đến như thế. Và hãy nhìn những hình ảnh này để nhớ những gì đã xảy ra. Người dân đang đóng thuế nuôi ai đây? Đây là hình ảnh họ đi suốt ngày hàng trăm cây số, đêm xuống cả gia đình cứ nằm ở lề đường mà ngủ. Không có nhà trọ, giường chiếu gì cả, không bị mưa đã là may mắn lắm rồi. Tờ báo Thanh Niên tường thuật rằng, trong tiếng động cơ khởi động ồn ào, một bà mẹ bất ngờ khóc thét khiến cả đoàn xe máy sắp xuất phát phải dừng lại. Đứa trẻ đã ngất xỉu trong lớp áo mưa. Bà mẹ trẻ bồng đứa con sơ sinh lao thẳng về phía các tình nguyện viên cầu cứu. Nhanh chóng bế đứa nhỏ khỏi vòng tay mẹ, một tình nguyện viên cũng vừa là y tá của bệnh viện ôm đứa nhỏ chạy vào một quán nước trên đỉnh đèo. Các y tá, bác sĩ đã khẩn cấp sơ cứu. Qua kiểm tra, nhóm tình nguyện nhận định cháu bé ngất xỉu do tụt đường huyết vì quá mệt và đói. Mệt sau chặng đường dài, khoảng 10 phút sau, cháu bé đã khóc lớn khi không thấy mẹ đâu. Xung quanh chỉ toàn người mặc đồ bảo hộ y tế. Người mẹ quê ở tỉnh Nghệ An khóc kể rằng, trên đường đi, cháu bé nôn ói không ăn gì được. Khi đến đỉnh đèo Hải Vân thì hết nôn ói, chị mở áo mưa ra xem thì cháu đã lịm. Ôm được con gái chưa đầy 3 tuổi trong lòng, đút cho bé từng muỗng súp nóng, bà mẹ kể tiếp. Vợ chồng em chạy từ Bình Phước về, trên đường gặp nhiều khó khăn, lúc nãy tưởng đã mất con. May mắn các bác sĩ đã cứu giúp cháu. Chúng ta không biết có bao nhiêu mảnh đời như thế phải rong ruổi về quê và cũng không thể nghĩ rằng ở những nơi được xem là miền đất hứa lại có những người cơ cực đến như vậy. Quá xót xa trước cảnh cơ cực cùng dòng người di chuyển trong cơn mưa xối xả trên đỉnh đèo Hải Vân. Rất nhiều người ngỏ ý tại sao chính quyền không cho phép dân đi qua hầm Hải Vân để an toàn tránh mưa gió mà đoạn đường chỉ mất có 6,2 km, trong khi vượt đèo dốc cao, mưa gió nặng hạt, quá nguy hiểm, lại dài đến 21 km. Đây là hình ảnh đoàn người vẫn đi liên tục trong gió mưa mịt mù ở đèo Hải Vân,
dài tới 21 km. Theo thông tin từ nhà báo Hà Phan, thì đó cũng là đề xuất của Cảnh sát Giao thông Đà Nẵng mong chính quyền cho dân đi qua đường hầm, tuy nhiên chưa thấy giới lãnh đạo có phản ứng gì. Hành trang mang theo của một dòng người tháo chạy từ thành phố Hồ Chí Minh là điều không thể tưởng tượng được khi mở cửa. Họ chạy bằng cả xe máy và thậm chí là cả đi bộ. Không thể tưởng tượng ra có những người đi bộ từ Bình Dương để về tới Hà Giang. Hành trang của họ là những gì? Là cả bu gà, cái chổi, là những cái mắc áo, quạt điện. Tức là họ đã chất lên vai những thứ không có nhiều giá trị. Thường người ta sẽ bỏ lại cho hành trình hàng nghìn km và cũng không tin nổi có những cái xe máy đã cả tàng đến mức ấy vẫn còn được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, khi chưa kể nó đã được làm phương tiện cho chuyến hành hương hàng ngàn km của cả một gia đình. Thế có nghĩa là họ rất rất nghèo và cuộc tháo chạy này chưa hẹn ngày trở lại. Sao người dân, giai cấp công nhân Việt Nam, lực lượng đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản lại khổ đến mức này? Facebook Phan Ngọc Minh cũng bộc lộ cảm xúc của mình khi xem loạt hình ảnh với dòng người dân tháo chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày vừa qua. Đây là hình trang của những người di tản, là cả chiếc bu gà, cái chổi, là những cái mắc áo, quạt điện. Tức là họ đã chất lên xe, lên vai, những thứ không có nhiều giá trị trên chiếc xe máy cà tàng để đi cả nghìn km. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đã viết bài bình luận với tựa đề "Trên Hải Vân Quan", được chia sẻ như sau. Một đoàn xe bán tải đợi sẵn ở Hải Vân Quan để đợi đoàn người thiên di từ Nam về Bắc. Người lớn tuổi hay xe có trẻ em sẽ được ưu tiên chuyển cả người và xe qua đèo. Một chốt phát đồ ăn và xăng không đồng đợi suốt ngày đêm ở cửa ngõ Hải Lăng để tiếp sức cho đoàn người về, tất cả vẫn là dân. Những ngày qua có tới 9 vạn người đã tháo chạy về quê hương từ vùng Tam Giác Kim Cương, nhưng chẳng thấy các cấp lãnh đạo cúi đầu xuống để nhìn xem người dân thống khổ như thế nào. Nhà nước họ có đầy đủ tất cả mọi phương tiện di tản, nhưng đâu có đói hoài từng đoàn người xe đạp hàng ngàn cây số, từng đoàn người đi bộ hàng trăm cây số, cũng như những cơn gió lướt qua mặt các vị. Mà ai cũng đúng, nếu họ thật sự nghĩ tới dân thì dù chủ một lần đâu có những thảm cảnh này xảy ra, đâu có chuyện những cửa hàng không đồng phải mọc lên như thế. Không giúp, nhưng họ đang làm việc gì khi ăn thuế của dân như vậy? Thừa Thiên Huế thì đe dọa ai về sẽ phạt tất tay. Còn trong Bình Dương mấy hôm nay, họ bận xử lý ai lên mạng lập đoàn về quê. Chỉ vì những người đồng hương nhắn gọi nhau cùng về quê mà bị công an gán cho cái chức danh đối tượng. Và những con người gần đến tình trạng hấp hối đi tìm sự sống bị gán cho hành vi kích động. Những hình ảnh chân thật chỉ có dân giúp dân, những ngày qua thật đẹp nhưng buồn, buồn tới nao lòng. Đẹp vì không có mùi diễn xuất, không giơ tay quyết thắng, không ngôn ngữ truyền thông, không hô hào vĩ đại, không mỏ hồng quang vinh ngạo nghễ. Nó thật tới cụ tận cùng của bản chất sự việc nên nó chạm đến trái tim của mỗi người Việt Nam. Đây là hình ảnh những chiếc xe bán tải thiện nguyện giúp chuyển cả người và xe máy vượt qua đèo Hải Vân. Nhưng buồn vì nó phản ánh không gì trần trụi hơn là sự bất tài của thể chế vô dụng, một hệ thống chính trị vô nhân, tham lam, tàn nhẫn với chính đồng bào của mình. Quan chức chẳng bao giờ cúi đầu nhìn đến người dân một lần để ra quyết sách nhân đạo. Cứ mỗi nghị quyết ban ra hay thay đổi chính sách là một lần dân tháo chạy. Vậy là vì dân hay vì chính bản thân của các vị quan chức đây? Dịch dã trên thế giới, suốt 2 năm nay, tất cả các dân tộc trên địa cầu đều phải gánh chịu. Nhưng chẳng biết ở có nơi nào khổ hơn dân Việt Nam hay không, chẳng biết nơi nào dân lại lầm than đến thế kia. Hôm nay họ quyết ra đi, những giọt nước mắt và dư chấn suốt 4 tháng qua đủ để họ có động lực hồi hương, trong tâm thế đầu không ngoài lại, lỗi này là do ai kích động đây. Nhìn trên Hải Vân Quan, mưa răng khắp lối, trắng xóa như một bức tranh đầy nét chấm phá, họa lên một thảm cảnh buồn vô tận, cả không gian và thời gian, như nói lên nỗi lòng của từng người đang đầy bão tố vậy. Dân bế tắc, hoang mang, đoạn đường dài, thênh thang, chỉ biết kêu trời và trời cũng chỉ biết khóc. Trên đỉnh đèo Hải Vân, nhìn đoàn người thiên di lầm lũi bước qua trong mưa, nối từng đoàn rồng rắn như mang hình hài của cả Việt Nam ra trước mắt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Năm ngày 7 tháng 10 năm 2021 với bản tin Bát súp chăn mưa trên đèo Hải Vân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.